Hello cả nhà, thì hôm nay em mới vừa mua được cái nồi cơm Philips cả nhà, mới càng xà beng luôn cả nhà. Thì hôm nay em sẽ review và cách nấu cơm cái nồi mới này nó như thế nào, em mời cả nhà cùng theo dõi. Đây. Philips nồi cơm nha cả nhà. Để khám phá bên trong nó có gì nghe nè. Tờ giấy nó chỉ với mình là cách nó nấu như thế nào các bạn. Thì tại cái này toàn là tiếng Tàu với tiếng tiếng Anh không à. Ô hay cả nhà, Philips tay về sạc cho nó. Cái này là cái dây nguồn kết nối điện á cả nhà, còn cái này là cái nắp đậy trên đây. Đây là cũng cái giấy hướng dẫn đây nè, không đây cả nhà. Đây nè, nó ken xà beng luôn, ken bị sắp bị ấy ra nè cả nhà. Cái nắp này thì mình đậy lên đây thôi cả nhà, quay thì quay theo chiều rồi mình đậy lên đây. Đó. Mình để ghi kít nha, là mở ra được. Mình đóng nắp lại nè, mở nắp ra nè, trong có nguyên cái nồi luôn. Đây cả nhà, đây là cái nồi nha cả nhà. Đây gì đây, quýt cốt mà nấu nhanh đó cả nhà. Trong đây là mình nấu nè, mình hầm nè, nói chung là mình hâm lại nè. Nó có bốn chức năng, đúng không? Đây là số giờ mình tùy chỉnh mình hâm, ví dụ là 2 giây, 3 giây, 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút, 6 phút, 7 phút, 10 phút, 15 phút, 12 phút. Thì trên đây nó có sẽ hướng dẫn hết trơn rồi cả nhà đó. Còn mình nấu nhanh bấm quýt cốt nè, bấm cốt là mình nấu cơm xong đó cả nhà. Thì mời cả nhà cùng theo dõi em nấu cơm ăn nha cả nhà. Còn lắm rồi nha. Thì cả nhà ơi, giờ em đi bỏ gạo vô em vo xong cái em nấu cái nồi cơm này và hướng dẫn cho cả nhà nấu cái nồi cơm này nha cả nhà. Thì mời cả nhà cùng theo dõi, em nghĩ chắc ngon lắm. Đây cả nhà ơi, đây là bao gạo chưa có khui, để nồi bên đây đi. Đây là cái lu gạo nè cả nhà. Đây, một chén, hai chén, ba ly rồi cả nhà ơi, bốn ly nha cả nhà. Đây, bốn ly gạo. Ví dụ mình để nước là mình để đúng một lóng tay nha nha. Đó, mình đo xuống khoảng chừng đúng một lóng tay là nấu cơm là vừa nha cả nhà. Cơm nào nồi nào cũng như nồi nấy ha. Còn nồi cơm củi thì nó khác nữa nha cả nhà. Phải đổ đầy đầy rồi chắc nước nha cả nhà. Còn này là đúng một lóng tay thôi cả nhà. Bắt đầu ghim cái chui điện vô nha cả nhà. Đây cái chui đây mình ghim theo cái chiều nó nha cả nhà. Ok. Bắt
đầu cả nhà ơi, mở nắp nồi ra cả nhà. Trước khi mình lau sơ cái đi ra cả nhà, lau nước vòng vòng cái nồi nè cho nó đừng có bắn nước. Đây bỏ vào cả nhà, đây để nắp lại cho em nha. Ok, bắt đầu mình ghim điện. Đây chui điện mình ghim nha cả nhà. Đấy, nó hiện lên nút đỏ nè, quýt cót là mình bấm này. Quýt cót nha, quýt cót là nấu nhanh á, là nấu cơm á. Đây thế là xong á cả nhà. Đây bấm vô một cái nữa, tiếp tiếp hai ba cái là xong. Đấy hiện tại là đang nấu rồi cả nhà. Đấy ví dụ mà nó chín rồi á, nó sẽ hiện cái nút màu vàng trên đây lên là nó chín cơm, là nhìn là ngon hấp dẫn lắm. Mà để coi cái nồi này như thế nào cả nhà, thì đợi cái đầu cơm chín đi xíu em quay tiếp cho cả nhà xem. Thì đây này có nhiều chức năng lắm á cả nhà, hâm nóng nè, nấu gà hoặc nấu lẩu vô rồi nè. Đó, đây trên đây là có mình vô meo thì nó trên đây nó có 2-3 phút nè, 5 phút, 7 phút, 8 phút, 15, 12 phút, 11 phút nè. Ở trên đây thì nó có tùy chỉnh nhiều lắm. Còn cái nút ghi test hết gì là cái này là hâm nóng lại rồi cả nhà. Cái này mình sẽ chọn lại mình hâm bao nhiêu, mình hâm nóng lại, nấu lẩu cũng được nữa cả nhà. Đây lẩu, đây nấu cơm, đây lẩu, đây là hâm đồ lại đó. Thì đây cả nhà ơi, nãy giờ nấu cơm thì nó cũng chín, nó bật nút vàng để mở cái nồi ra coi nó có chín không. Nó ngon này, chín đều luôn á cả nhà. Nè cả nhà, để em xới lên nha cả nhà, xới bông lên nè, cái hồi nó bay lên quá không thấy đường luôn á cả nhà. Nè cả nhà, cho coi cái hột gạo nó nở đều luôn nè cả nhà, thấy không? Wow, nồi cơm này theo em đánh giá là rất là ok. Hôm nay nấu một bữa cơm quá tuyệt vời. Nè em cha, em có ăn thử không cha? Để em ăn thử miếng nè cả nhà. Nó đẹp cơm nở, ngon, quá ngon, quá ngon. Nè cả nhà, trước khi nấu là bấm chữ git nha, cái mũi tên này bấm chữ git nè, bấm win code nè, nhấn nút đỏ một cái là nó kêu hai cái xong quay lại bấm này, bấm git này nha cả nhà, là nấu cơm á. Thì clip em hướng dẫn cách nấu cơm bằng nồi Philips HD 38 3038 cũng kết thúc rồi cả nhà ơi. Cả nhà thấy hay thì cho em một like, một đăng ký để kênh để ủng hộ cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà video tiếp theo. Cơm ngon.